Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Tuệ Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái lá số tử vi năm 2023 năm Quý Mão của những gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 Nam Mạng. Thì như quý vị đã biết, phần lớn đàn ông tuổi Kỷ Hợi tính tình thì thẳng thắn, cương trực, thường tự gây dựng nên sự nghiệp mà ít có sự giúp đỡ từ những người khác. Thường phải xây dựng gia đình và lập nghiệp ở phương xa mới mong được ổn định. Nếu gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh vào ban ngày vào mùa hạ là được mùa sinh, cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít biến động. Tuổi nhỏ thì phải trải qua nhiều cái tai nạn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nhờ có ăn ở hiền lành và tu nhân tích đức nên là mọi chuyện đều được tai qua nạn khỏi. Những gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 thì nên sống đức độ, tu nhân tích đức để có được sống thanh thản và ổn định khi về già. Đó, quý vị muốn tăng cường tuổi thọ thì cũng nên năng làm việc thiện. Đấy, năng đi chùa cầu thần lễ Phật để được bình an may mắn và tăng cường cái tuổi thọ của mình. Xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi 1959 là tuổi Kỷ Hợi thì người này thuộc âm nam, có ngũ hành bản mệnh là bình địa mộc, đấy. Có cung mệnh là thuộc cung khôn, thuộc thổ. Người này thuộc đạo viện chi chư, tức là lợn trong tu viện, đấy. Thuộc xương con heo, có tướng tinh là con gấu, con nhà thanh đế, phú quý. Năm 2023 năm Quý Mão, những gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là 65 tuổi. Năm nay thì quý vị sẽ gặp cái sao hạn là sao thổ tú và hạn năm là hạn ngũ mộ, đấy. Năm nay quý vị không bị phạm kim lâu, nhưng mà bị phạm hoang ốc và không bị phạm tam tai. Vậy nên là trong năm nay nếu mà quý vị có tính xây nhà thì cũng nên mượn tuổi động thổ để cho mọi việc được hanh thông may mắn. Thì như quý vị đã biết, những gia chủ tuổi Kỷ Hợi là người khá bốc đồng nên là dễ mắc phải những cái sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc kỹ thì chắc chắn sẽ được những cái thành công lớn. Những người tuổi Kỷ Hợi Nam Mạng thường cái thể hiện tình cảm trực tiếp. Họ không ngần ngại và rất thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam Mạng thường là đào hoa hơn là nữ mạng. Đường tình duyên của gia chủ tuổi Kỷ Hợi thì khá là ổn định, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Những gia chủ tuổi Kỷ Hợi thì rất là trọng chữ tín, đấy, họ sống phóng khoáng, có ơn để tất họ sẽ báo và luôn giữ hòa khí với mọi người. Trong năm nay là năm Quý Mão, được cái cục diện là tam hợp và hợi mão mùi, đấy là được là hợp với thái tuế. Báo hiệu một năm nay là những gia chủ tuổi Kỷ Hợi gặp nhiều may mắn và thành công. Mọi mặt cuộc sống đều diễn biến một cách là bình ổn, bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc. Mọi mặt trong cuộc sống thì đều tiếp diễn một cách là bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi mặt nên là tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn và mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe của gia chủ. Về tình hình tài chính nói chung là khá là ổn định. Dù không có tiền bạc gập két thì vẫn dư giả cho các hoạt động sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Về tình cảm của người tuổi Kỷ Hợi thì tình cảm không có nhiều biến động. Người tuổi Kỷ Hợi được sự chăm sóc và tôn trọng từ con cháu trong nhà và các mối quan hệ trong hàng xóm láng giềng cũng được hòa hợp. Xét về vận hạn của năm 2023 năm Quý Mão của gia chủ tuổi Kỷ Hợi thì chúng ta biết là những người tuổi Kỷ Hợi gặp sao hạn là sao thổ tú và hạn năm là hạn ngũ mộ. Người này không bị phạm quyên lâu, không bị phạm tam tai nhưng bị phạm hoang ốc. Chúng ta xét về mối quan hệ địa chi. Do là gì? Hợi gặp Mão thì gọi là được tam hợp cục diện rất là tốt. Ví như là gặp được quý nhân giúp đỡ, công việc thì làm ăn được suôn sẻ và có nhiều cái khởi sắc cả về tiền bạc lẫn chuyện tình cảm. Đấy, vậy nên là gì? Được cái cục diện tam hợp với thái tuế mà năm nay thì là năm Quý Mão, ba con giáp là Hợi, Mão, Mùi và tuổi Tuất là được hợp với thái tuế. Vậy nên những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, quý vị cũng cần luôn mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế. Cái kim bài thái tuế là một cái pháp khí phong thủy được làm bằng đồng đỏ, được mạ vàng 24K và mặt trước có in hình lưu niên thái tuế của năm Quý Mão là Bỉ Thời Đại Tướng Quân và mặt sau thì có in hình là cái linh phù thái tuế kèm theo cái niên hiệu của năm. Đấy. Khi quý vị mang theo một cái kim bài thái tuế bên mình để được thái tuế tương trợ giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi và may mắn. Chúng ta xét về mối quan hệ thiên can. Chúng ta có Kỷ, Kỷ là thuộc gì âm thổ và Quý thuộc âm thủy. Thủy gặp thổ thì gọi là gì? Thất sát. Đây, quan hệ gọi là thất sát. Thất sát hay còn gọi là thiên quan. Và năm nay thì các gia chủ tuổi Kỷ Hợi nên cẩn thận và chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải cái họa thị phi không cần thiết. Và nếu mà khi gặp chuyện thì quý vị cần phải bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết các vấn đề, giúp cho mọi chuyện được tốt đẹp và hanh thông thuận lợi, được yên bình. Đó. Trong năm 2023 năm Quý Mão, gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 thì cần chú ý cái tháng 4. Tháng 4 là tháng đinh tỵ. Đó, do cái cục diện là tỵ hợi tương xung. Cái tháng 4 âm lịch nó khởi từ ngày 19 tháng 5 dương lịch đến ngày 17 tháng 6 dương lịch năm 2023. Thì đây là những tháng đại kỵ đối với gia chủ tuổi Kỷ Hợi. Vào những tháng này thì quý vị không nên tiến hành những công việc trọng đại. Và trong những cái ngày này thì quý vị cũng phải hết sức đề phòng tiểu nhân ám hại và tìm cách quấy phá, tránh được những chuyện thị phi không đâu ập tới.
Xét về sao chiếu mệnh thì xét về sao chiếu mệnh năm nay thì những gia chủ tuổi Kỷ Hợi gặp sao chiếu mệnh là sao Thổ Tú. Sao Thổ Tú, Thổ Tú hay còn gọi là Thổ Đức Tinh Quân thì đây chính là cái sao xấu đối với nam và nữ. Bởi sao Thổ Tú là sao xấu cho nên là nó chủ về cái kiện tụng người bị sao này chiếu mệnh thì đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại, gia đạo dẫn đến bất hòa và buồn phiền. Người bị sao này chiếu mệnh thường kỵ vào cái tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Tuy nhiên với những người có mệnh thổ, cả nam và nữ thì đều rất hợp với sao này. Đó. Do vậy là hàng năm quý vị cần phải tiến hành một cái lễ là lễ nghinh sao giải hạn. Nghinh sao giải hạn đầu năm để hóa giải cái hạn sao Thổ Tú. Và bên cạnh đó quý vị cũng cần phải luôn mang theo một cái pháp khí phong thủy bên mình, đó là cái phù giải hạn. Cái phù giải hạn này nó sẽ giúp quý vị hóa giải cái vận hạn của sao Thổ Tú cũng như là hạn năm là hạn ngũ mộ và hạn tam tai. Tốt nhất quý vị nên sử dụng một cái phù giải hạn để gì mang bên mình để cho vận hạn của năm được hanh thông thuận lợi. Đó. Cái phù này được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng, đâm ra quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Tiếp theo ta xem đến cái hạn năm. Thì những gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 thì trong năm 2023 là 65 tuổi. 65 tuổi thì gặp hạn là hạn ngũ mộ. Hạn ngũ mộ. Thì như quý vị đã biết là cái hạn ngũ mộ thì người xưa vẫn có câu gì? Ngũ mộ hạn xấu tổn tài. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài. Tức là cái hạn này chủ về việc mất mát về của cái, nặng thì tán gia bại sản, nhẹ thì chỉ mất một phần. Đấy. Cái sự mất mát hao tài này nó khiến cho tinh thần của gia chủ đau xót, mất ăn mất ngủ, khiến cho tâm lý vô cùng bất an và buồn rầu. Những người gặp sao hạn này cần chú ý về tiền của sẽ bị kẻ xấu đánh mất, hoặc là mua hàng dễ bị nhầm lẫn hoặc hàng kém chất lượng. Và đôi khi thì có lòng tốt giúp đỡ người khác nhưng mà cũng gì cũng không đòi được. Và trong 8 niên hạn chiếu mệnh ấy thì cái ngũ mộ là một cái tiểu hạn chủ về tiền bạc. Để hóa giải cái hạn này thì quý vị cũng phải cần phải là gì? Tăng cường tu nhân tích đức và năng làm việc thiện. Đồng thời bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải luôn mang theo bên mình một cái phù giải hạn. Cái phù giải hạn để hóa giải cái vận hạn của cái hạn năm là hạn ngũ mộ cũng như là cái hạn sao Thổ Tú và hạn tam tai. Đó, quý vị nên nhớ là luôn mang theo bên mình một cái phù giải hạn để hóa giải vận hạn của năm. Đó. Tiếp theo, chúng ta đến phần luận giải về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi Kỷ Hợi năm hạn trong 12 tháng. Trong 12 tháng, bây giờ ta xét tháng đầu tiên là tháng Giêng, là tháng Giáp Dần. Cục diện là Dần Hợi là gì? Là nhị hợp. Trong cái tháng này có vong thần và trong tháng này có vong thần này. Đấy, trực phù và kim dư. Và hơn nữa có thiên y, đâm ra là cái năm nay trong tháng này thì sức khỏe của gia chủ không được tốt, cần chú ý về các bệnh của tuổi già. Tiếp theo ta xét tháng 2 là tháng Ất Mão, thì trong tháng 2 công việc làm ăn của gia chủ cùng các thành viên trong gia đình là không được tốt. Bên cạnh đó thì có kẻ thiếu niên phá hoại do là gì, gặp lưu niên thái tuế thiên khốc, đúng không ạ, đâm ra là nó sẽ không được tốt. Tiếp đến ta xét tháng 3 là tháng Bính Thìn. Trong tháng 3 thì những gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 thì được quý nhân giúp đỡ, công việc thì hanh thông thuận lợi. Nhưng mà quý vị lưu ý là trong cái tháng 3 này thì gia đạo sẽ có chuyện bất hòa và có nhiều điều phiền muộn. Đó. Tiếp đến ta xem tháng 4 là tháng Đinh Tị. Tháng 4 thì quý vị đón được thêm tháng 4 thì quý vị đón được nhiều niềm vui về việc thêm người thêm của. Bên cạnh đó thì có thêm được cái phần tài lộc đưa tới cho các gia chủ tuổi Kỷ Hợi. Nhưng quý vị cần lưu ý do cục diện là Tị Hợi là tương xung, đâm ra là năm nay thì quý vị cần chú ý đến phần sức khỏe và phần thị phi. Đó. Tiếp theo là tháng 5 là tháng Mậu Ngọ. Thì trong tháng 5 các mối quan hệ của các thành viên trong gia đình đã không được tốt. Trong tháng này thì vợ chồng con cái và các mối quan hệ xung quanh thì thiếu hòa khí. Và quý vị cũng đề phòng cái phần sức khỏe của mình trong cái tháng 5 âm lịch này. Đó. Tiếp theo ta sẽ lên tháng 6 là tháng Kỷ Mùi. Thì đây là tháng mà tuổi 1959 cần hết sức cẩn thận trong chuyện di chuyển đi lại. Và hạn chế đi xa để tránh được những cái tai nạn xe cộ không cần thiết. Đó. Tiếp đến là tháng 7 là tháng Canh Thân. Thì trong tháng 7 tiền bạc của gia chủ tuổi Kỷ Hợi có sự hao tán. Bên cạnh đó thì con đường là ăn uống thì cũng kém, dẫn đến phần sức khỏe cũng sẽ bị hao tổn trong cái tháng 7 âm lịch là tháng Canh Thân này. Tiếp đến ta xét tháng 8 là tháng Tân Dậu. Thì trong tháng 8 âm lịch sức khỏe của gia chủ trong tháng này cũng không được tốt. Quý vị cần phải lưu ý về các bệnh liên quan đến phần xương khớp, nhức mỏi chân tay hoặc là các bệnh tê thấp. Đó. Tiếp đến ta xét tháng 9 là tháng Nhâm Tuất. Ở trong tháng 9 tiền bạc thì có sự hao tán nhiều. Trong tháng 9 này cái tiền bạc có sự hao tán nhiều. Công việc của con cháu cũng như là của mọi người trong gia đình thì cũng có nhiều thay đổi nhưng mà thường đi theo cái xu hướng là không tốt. Đó. Tiếp theo ta xét là tháng 10 là tháng Quý Hợi. Thì trong tháng 10 khi ra ngoài may mắn gặp được quý nhân giúp đỡ nên là công việc sẽ được hanh thông thuận lợi và làm gì cũng sẽ được có được những cái thành công. Tiếp theo là tháng 11 là tháng Giáp Tý. Thì trong tháng Giáp Tý này thì gia đạo
có chuyện buồn đưa tới. Ngoài ra khi xuất hành quý vị cũng cần phải chú ý về cái vấn đề về tai nạn xe cộ. Đó. Tiếp theo là tháng 12 là tháng Ất Sửu. Thì trong tháng 12 nhờ được âm phù dương trợ, đâm ra tuổi Kỷ Hợi năm Mạng gặp khó khăn đến mấy cũng dễ dàng vượt qua. Đó. Dễ dàng vượt qua. Nhưng mà trong tháng này quý vị lưu ý là có lưu nên điếu khách. Đâm ra là sẽ gì? Sẽ có những cái chuyện về mất mát về tiền bạc, có thể là do đầu tư hoặc là do quá tin người hiện ra cả tin mà quý vị cho vay ra, dẫn đến chuyện là mất tiền, mất bạn. Đó. Đó là toàn bộ về là số tử vi của 12 tháng trong năm 2023 năm Quý Mão. Bây giờ chúng ta xét vận trình tài lộc sự nghiệp công danh gia đạo của gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong năm 2023 năm Quý Mão sẽ như thế nào. Đấy. Đầu tiên chúng ta xét về sự nghiệp thì cuộc sống của những gia chủ tuổi Kỷ Hợi năm Mạng thì thiên về cái sự bình ổn. Quý vị đã xây được cái mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, một số người vẫn còn làm việc cũng gặp được nhiều cái may mắn, thậm chí là gặp được quý nhân, nhờ có sự quý nhân, nhờ có quý nhân tương trợ mà cái phương hướng phát triển sẽ được rõ ràng hơn và công việc sẽ hanh thông thuận lợi. Trong thời gian này quý vị cần phải biết hài lòng với những gì mình đang có. Những gia chủ tuổi Quý Hợi thì họ biết hài lòng với những gì mình đang có nên cuộc sống của họ cũng giảm bớt được cái phần nào cái áp lực. Họ còn là điểm tựa vững chắc cho con cháu trong nhà, giúp cho gia đình có sự được bình ổn và yên ấm. Vấn đề thứ hai chúng ta xét là vấn đề tài chính. Về cơ bản thì những gia chủ tuổi Kỷ Hợi vẫn còn đang duy trì được những khoản thu từ trước đó. Nếu mà có cách chi tiêu hợp lý thì quý vị không cần phải lo lắng, không cần phải lo về vấn đề về tiền bạc. Cái thời điểm này thì quý vị vẫn còn nhận được lương thưởng và các khoản biếu xén của con cháu, khiến cho túi tiền của quý vị lúc nào được dư giả. Điều duy nhất cần phải chú ý đó là quý vị không nên cả tin nghe theo lời dụ dỗ của những kẻ lừa đảo hoặc là tham gia mua những cái món đồ mà giá rẻ, món hời ấy. Thì cũng nên chú ý, tốt nhất là nên là nhờ cái sự tư vấn của con cháu, nhờ cái sự tư vấn của những người bạn, của chuyên gia. Quý vị cũng không nên bỏ tiền ra một cách vội vàng để tránh những cái bị lừa đảo và gây nên chuyện mất mát về tiền bạc. Thứ ba, ta xét về vấn đề về sức khỏe. Thì đáng tiếc là tình hình sức khỏe của những gia chủ tuổi Kỷ Hợi trong năm nay thì bị suy giảm so với khoảng thời gian trước đó. Quý vị dễ vướng vào những cái chuyện đau ốm, phải tốn thời gian và công sức và thậm chí là tốn cả tiền bạc để mua thuốc men chữa chạy. Tuy nhiên quý vị cần phải giữ được cái thái độ lạc quan. Tuy nhiên trong thời gian này quý vị không vì thế mà suy sụp và luôn phải giữ được một cái thái độ lạc quan tích cực để chữa trị. Như vậy thì bệnh tình sẽ dần được có những cái tiến triển tốt đẹp. Và trong thời gian này gia chủ cũng nên đi thường xuyên đi chùa để được tĩnh tâm, để cầu thần lễ Phật giúp cho tuổi thọ được kéo dài và công việc được hanh thông thuận lợi. Cuối cùng ta xét về tình cảm và gia đạo. Những gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 năm Mạng thì bản mệnh được sống trong một gia đình yên ấm và hạnh phúc. Quý vị và bạn đời đã sống hơn nửa đời người rồi, đâm ra là đôi bên cũng có phần thấu hiểu và bao dung, biết chăm sóc lẫn nhau mỗi khi là đau ốm. Con cái thì cũng đã trưởng thành và công việc cũng ổn định, sẽ giúp cho bớt được phần nào lo lắng của những gia chủ tuổi Kỷ Hợi. Bên cạnh đó thì quý vị cũng nên học cách buông bỏ những lo toan của mình xuống và nên giao cho con cháu để họ gánh bớt, để con cháu nó có cái phần tự lập, để tự chủ và tự làm và tự điều hành những cái vấn đề mà quan trọng. Thì đó là cái vận hạn của gia chủ tuổi Kỷ Hợi trong năm 2023 năm Quý Mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.